Ok, xin chào tất cả mọi người trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục với những trận đấu trong cái quá trình đua top xếp hạng ở trong cái chế độ đối kháng của game Summer World Lost Centuria. Thì trong trận này chúng ta đang có ở đây đội hình ra sân như sau. Bên mình đang ra sân với đội hình gồm có Khermun, bên mình đang ra sân với đội hình có Janet, Ganymede, Camila, Wasa, Khermun, Sanon, Orion và Sophia. Còn bên đối thủ người ta ra sân với đội hình có Khermun, Poseidon, Bemas, Atamire, Eleano, Barreta, Terrarion và Khermun. Thì nói chung với đội hình hiện tại ở đây thì bạn có thể thấy một điều là mình đang sử dụng con Sophia để tấn công con Khun của địch. Đấy, tinh thần là giết nó sớm trước khi đóng băng mình không? Giết nó sớm trước khi đóng băng mình. Ở bên kia thì con Tarazion nó đã tấn công mình. Tiếp tục thì con Poseidon nó đang tiến hành dây giảm tốc mình rất là nhiều. Mình có con giảm tốc được là con Ganymede, tuy nhiên với mức độ 5 mana thì có vẻ nó hơi ra có vẻ để cho đủ mana ra đòn nó hơi lâu một tí. Mình sẽ sử dụng con Ganymede để tiến hành có thể đi giảm tốc địch. Nhưng mà rất tiếc là Ganymede của mình đã bị con Aratamire nó tấn công rồi. Con đấy khả năng nó xóa bỏ hết cái phòng thủ của mình đi cho nó ra sát thương xuống. Để ra sát thương dây ra cực kỳ cao luôn. Đây Sophia chưa kết liễu nổi con Bamas. Sử dụng con Orion để xáo trộn thẻ bài địch nhé. Đây tiếp tục cú chém của con Atamile, con này nó lại tiếp tục nó xóa bỏ đi cái hiệu ứng có lợi của mình cho dây sát thương xuống, để sát thương lớn hơn rất là nhiều. Ở đây mình đã phong ấn trị liệu con Atamile để có thể tăng cái cơ hội có thể đi tiêu diệt nó sớm, tránh trường hợp rủi ro. Cho con Camila ra đòn trước khi chết. Dùng con Sanon tiếp tục tăng phòng thủ, tăng sức tấn công lên. Địch sử dụng Beretta gây sát thương nối tiếp lên phe mình. Mình sử dụng cái hiệu ứng gây choáng để choáng tất cả hàng sau để tăng lợi thế lên tí. Sử dụng tiếp tục dùng Khermun để tiếp tục phong ấn trị liệu như tăng máu gặp toàn đội lên. Bên địch cứ sử dụng Khermun để tấn công con Waso của mình. Với kiểu đánh này chắc con Gosa của mình chắc không sống được lâu rồi. Tiếp tục mình dùng Khermun để tấn tiêu diệt thêm địch nhé. Dùng Orion để đi xáo trộn thẻ bài địch, nhưng mà địch có vẻ địch sẽ giết chết con Gosa của mình rồi. À Gosa vẫn còn chút máu này. Ở đây còn cái thẻ đổi máu, mình còn thẻ đổi máu sẽ thành đổi máu hai bên cho nhau. Nhưng rất tiếc một chút là khi mình đổi máu sang thì con Orion cũng chết mất rồi, ra cái lượng đổi máu không tác dụng lắm. Con Gosa mình sắp chết rồi, mình cố gắng mình sẽ đi choáng đầu tiên để tăng cơ hội lên tí. Bây giờ chắc là cứu con Gosa không kịp, tại vì nó dính hiệu ứng rất nhiều. Tiếp tục dùng con Khermun để tiêu diệt địch nhé, tiêu diệt địch. Rồi bây giờ địch chỉ còn mỗi con Khermun đã bị choáng, mình cố gắng là nhân cơ hội này tiêu diệt địch cho sớm nhé. Thì đọ sức mạnh của hai Khermun với nhau rồi, mình nghĩ trong trường hợp này thì con Sanon nó chỉ hỗ trợ khả năng tăng sát thương và tăng sức phòng thủ thôi, nhưng sẽ làm chậm cái thanh mana của mình. Bây giờ thời gian cạn kiệt rồi, nó bắt đầu nó đi nó tính mana tăng dần rồi, như vậy phải cố gắng sao ra đòn trước con Khermun của địch. Thì hai Khermun sẽ phong ấn trị liệu nhau nên cả hai bên sẽ không tăng được máu lên. Mình cố gắng sao tiêu diệt Khermun địch sớm, có vẻ nó lại ra đòn trước mình rồi. Ok, mình tiếp tục mình đang chờ đủ mana dùng Khermun đây. Ok, Khermun mình lại ra đòn tiếp này. Vấn đề ở đây cuối cùng là Khermun nó hết máu trước thôi. Vấn đề ở đây là Khermun nó hết máu trước. Bây giờ vấn đề đứa nào ra đòn trước đấy thắng này. Mình cố ra đòn nào. Ôi chết tiệt, nhưng mà địch nhanh hơn mình rồi, tôi hỏng rồi. Và như vậy là mình chết con Khermun rồi thì còn mỗi con Sanon không sức tấn công. Và như vậy này đánh thường tí sát thương, đánh nộ chả sát, nó không sát thương gì cả. Thành ra nói chung phát này thua chắc rồi. Ok, như vậy ván đầu tiên trong cái video này sẽ thua nhé. Và trong video cho người xem một vài trận đấu xếp hạng thôi nhé, không thể xem một trận, xem một vài trận nhé. Bây giờ tiếp tục mình sẽ tìm đến trận tiếp theo, mình chỉ chọn ra một số trận thôi. Tiếp theo ta cùng xem trận này nhé. Mình sẽ chọn ra một số trận tiêu biểu một chút cho người xem một tí. Trận này đánh trong cái vai trò đang xếp hạng tầm rank vàng, dao động từ vàng 3 đến vàng 2 nhé. Hiện tại đang tầm tầm đấy.
Nhưng thường lên tầm cao cao một chút thì thường ấy, nếu bạn không mạnh vượt trội thì bạn sẽ đánh theo kiểu là cứ thắng một ván lại thua một ván kiểu kiểu thế. Hoặc thắng hai ván thua một ván kiểu kiểu đấy. Cứ thắng lại thua thua thôi. Ở đây với đội hình này hiện tại mình vẫn ra trận theo đội hình lúc nãy, nhưng mà bên đối thủ có khác biệt đi một chút. Bên đối thủ có sử dụng con Ramagos, Atamile, con Gosa, con Tetrarion và con Barreta, Nicky, Khermun và con Lapis. Thường trong game này một số con nó mạnh mạnh tí, thường số mana cần lại nhiều, thì ra vấn đề dùng nó hơi phiền hà một tí. Nước mắt là nó địch đã tiêu diệt con Janet của mình rồi. Mình tiếp tục sử dụng con Camilla để gây sát thương, còn bên địch thì sử dụng con Gosha để gây sát cái hiệu ứng bảo vệ, nhìn miễn dịch và tăng cái lá chắn bảo hộ. Mình dùng con Orion nãy để mình đi xóa bỏ bớt hiệu ứng có lợi địch đi, tại vì khi con Gosha ra đòn ra rất nhiều ứng có lợi cho địch, mình có làm sao mà hên xui xóa được nó đi là tốt nhất. Dùng Khermun để chặn con gấu của địch. Hiện tại team mình đang thiếu một con xóa bỏ hiệu ứng bất lợi nhỉ? Hiện tại có con là gây ra hiệu ứng miễn dịch hiệu ứng có lợi của địch, hiệu ứng có lợi cho địch là con Gosha. Tuy nhiên chưa con nào có thể xóa bỏ hiệu ứng bất lợi trên phe mình, nếu giả sử trường hợp mà Gosha ra đòn không kịp thì hiện tại vẫn chưa con đấy. Còn nếu con đấy thì tốt hơn. Và cũng đang thiếu một con bơm máu đúng nghĩa nữa, đang thiếu kiểu đấy. Để sử dụng con Nicky để gây hiệu ứng hàng sau của mình. Nicky sẽ gây ra 3 lần hiệu ứng của nó nên con hàng sau rút máu từ từ của mình. Khermun nó tiêu diệt con Camilla của mình rồi. Thôi xong rồi, con Usha mình đã bị choáng. Mình sử dụng cái hiệu ứng này có thể hiệu ứng bổ trợ tăng thêm sức tăng thêm cái lá chắn bảo vệ cho mình. Nó lấy phần trăm máu của mình ra tạo thành cái lá chắn bảo vệ. Nhưng tuy nhiên có vẻ không trụ được lâu. Dù Khermun thì quá sao lật ngược tình thế, vì Khermun đánh sẽ tăng máu cho đồng đội bên mình nữa. Ngoài tăng máu bản thân nó còn tăng máu đồng đội nhá. Mình gây dị ứng choáng, mình dùng dị ứng choáng để choáng địch nhá. Cái vẻ không choáng kịp con Nicky vẫn kịp ra đòn đến mình. Tiếp tục với cái này chủ yếu là châm trợ Khermun thôi, còn cái con Gosha đây chỉ tiến ra để hứng đòn thôi. Để tập trung cho Khermun đánh, bạn thấy là khi Khermun đánh thì máu của con Gosha sẽ tăng dần lên đúng không nhỉ? Để mỗi lần ra đòn thành công không bị hiệu ứng gì thì chắc chắn được sẽ tăng lên. Nhưng phát này bắt đầu bị phong ấn chị. Phát này hiệu ứng hụt này, phát này Khermun của địch hiệu ứng hụt không ra cái cấm trị liệu thì mình có cơ hội rất lớn để đi tăng máu đầy cho con Gosha. Đây bạn thấy không? Khi mà không dính hiệu ứng phong ấn trị liệu thì con Gosha đã được tăng máu rất nhiều từ con Khermun. Khermun tăng máu nó thì đầy rồi, không nói gì. Nó sẽ tăng thêm máu của con Gosha rất là nhiều. Thành ra nói chung là nó là một con hứng đòn rất là tốt để cho con Khermun từ từ ra tay tiếp không nhỉ? Bây giờ mình sẽ phong ấn trị liệu con Khermun của bên địch thì địch chắc chắn không tăng thêm máu được. Ok, mà này phong ấn trị liệu thành công thì như vậy chắc chắn là giết con Khermun thì rất là sớm. Sau đó thong thả giết tiếp con Lapis là xong. Tại bây giờ mình sẽ tăng máu rất nhiều, Khermun cứ đánh phát lại tăng máu. Giờ thì thong thả giết nốt con Lapis thôi. Lapis sẽ lấy đi phần máu mình biến thành lá chắn bảo hộ của nó, nhưng không sao vì quan trọng bây giờ Khermun đánh tăng máu, nên lấy máu thoải mái nhỉ, thì mình có thể dễ dàng có thể là đi khống chế địch hơn. Chắc là nộ thêm lần nữa chắc là xong. Ok, như vậy mình dứt điểm thành công con tướng của bên địch nhá. Như vậy chiến thắng tiếp theo nhá. Tiếp tục một trận khác mình đánh thua, nhưng mình cứ xem cả thắng cả thua, quan trọng trận nào thấy cảm giác ấn tượng một chút thì mình cho người xem nhé. Chứ còn thực ra không quan trọng để thắng hay thua không nhỉ. Ở trong trận này thì chung mình vẫn ra trận cho tất cả trong video này cùng một đội hình thôi. Còn bên đối thủ hiện tại đang ra trận với đội hình như sau. Bạn ấy đang sử dụng Khermun, và quên nhầm, người bạn ấy sử dụng con Kun, con Janet, con Khermun, con Barreta, con Baymax, con Colen, con Sophia và con Tarazion. Với đội hình này đầu tiên mình cứ tập trung tiêu diệt đầu tiên cái con Kun của địch trước. Để con đấy gây đóng băng thì nói chung là cái xác suất sợ không may dính hiệu ứng hàng đầu rất là phiền nhỉ. Các bạn sang giết nó sớm sớm một tí. Còn giết nó thật hay không thì câu chuyện khác không nhỉ. Mình đang sử dụng con Zena để tiêu diệt con Kun địch thì bị con Sofina bị địch ra tay trước đã giết chết con Zena của mình rồi. Tiếp rồi mình dùng con Camilla kỳ vọng đánh sát thương, gây sát thương có thể tiêu diệt bớt đi máu của con Kun đi. Để cho các tướng mình đang dùng không ra kịp. Nếu chung tỷ lệ cao con Kun sẽ chết trước khi đóng băng rồi. Tiếp tục Clef sẽ dùng Oreo với lợi thế mana ít để đi gây xáo trộn thẻ bài địch. Nhưng mà đây có thể Janet lại đi choáng con Ganymede của mình, nhưng mình sẽ sử đổi sang dùng con Gosha một chút để lấy cái giáp phòng hộ một tí nhá. Để không may địch gây hiệu ứng gì của mình không dính. Ví dụ đây phát này địch gây hiệu ứng cho mình thì mình đã được cái cánh bảo hộ nó miễn nhiễm rồi không nhỉ. Thế ra mình không dính hiệu ứng bất lợi. Tiếp tục mình dùng Khermun để chặn máu của con Janet của địch. Vì Janet khi đánh nó xác suất sẽ bơm thêm máu, nhưng khi tấn công sẽ bơm thêm máu. Nhưng mà đây có vẻ địch dùng Sophia kết liễu xong con Ganymede của mình rồi. Tiếp tục dùng Orion để xáo trộn thẻ bài địch và đã gây choáng thành công địch này.
Địch sử dụng con địch sử dụng con B-Max để tăng thêm tốc. Mình dùng Karimade tấn công tất cả mục tiêu của địch. Nó là một những con phẩm chất cao và dùng ít thanh mana nhất mình hiện đang có nhỉ. Thì vì rất ít con dùng từ 2 đến 3 mana như con Camilla. Thì đa phần các con tướng 7 sao, thứ phẩm chất cao toàn dùng toàn từ 5 sao trở lên thôi. Toàn từ 5 mana trở lên thôi. Nên thời gian nó dùng khá là lâu. Nhưng tất nhiên rồi, vì phẩm chất nó cao hơn và sức mạnh nó cao hơn, nếu dùng ít mana quá lại bá quá. Thì nó chung là tăng lên hơi cao. Tiếp tục dùng audio để xáo trộn thẻ bài địch ấy. Và khi xáo trộn tỷ lệ nó gây choáng là ít nhất một mục tiêu địch rất là cao. Có thể choáng nhiều hơn nhưng mà nó ít thì cũng phải được một con. Tiếp tục dùng con Sano để tăng thêm sức phòng thủ và tăng thêm sức tấn công nhé. Ở đây tỷ lệ cao Camilla sẽ chết thì mình không cứu vãn được nhiều. Mình cứ cố gắng dùng con Gosa tăng thêm cái giáp bảo hộ sống như thế nào hay đi đó thôi. Và chắc chắn sẽ chết sớm rồi. Đây sử dụng Sophia là tấn công vào con Gosa của mình. Gosa mình nó có giáp phòng hộ nó đỡ được rất nhiều sát thương rồi. Dùng khờ môn để kết liễu khờ môn địch nhé. Cũng như là tăng thêm máu cho đồng đội mình. Dùng Sano tăng thêm giáp phòng thủ như tăng thêm sức tấn công. Địch tiếp tục sử dụng con Bamas để có thể tăng thêm tốc. Nhưng mà Sophia thì có vẻ đánh hơi đau phát này, chắc chắn Gosha mình sẽ chết rồi. Tiếp tục địch tăng thêm tốc nhỉ. Mình sử dụng cái thẻ bài gây choáng hết hàng sau địch nhé. Phát này sử dụng con Kermun để tấn công con địch, kết liễu thành công con Barreta của địch. Nhưng mà đang bị Sophia đánh. Nhưng quan trọng là không bị phong ấn chỉ điệu thì cơ hội do khởi bút để ra đòn được vẫn cao nhỉ. Có thể tăng thêm máu chính nó. Thì ra vấn đề nó mất ít máu không vấn đề. Ở đây thì nó có cái giáp phòng hộ nên thì ra mình không tấn công được địch. Đang hiệu ứng bất bại. Đây tiếp tục sử dụng con khởi bút cố tăng máu. Nhưng có vẻ ở đây địch không mất máu thì nó không tăng được máu. Sử dụng xiềng xích để xích con đầu tiên lại nhưng mà địch đã có cái cánh miễn nhiễm nên ra không dính hiệu ứng choáng nhé. Em bảo địch là miễn nhiễm thì ấn của đấy hơi sớm. Chúng ta phải chờ nó mất đi cái miễn nhiễm đó bắt đầu dùng chiêu đó. Nhưng mà Sophia kết liễm con khởi mùi của mình rồi, chết dở rồi. Sử dụng con Orion để xáo trộn thêm thẻ bài của địch nhé. Nói chung chủ yếu là chỉ gọi Orion xáo trộn gây ứng cho địch, đặc biệt hiệu ứng choáng thôi. Chứ còn sử dụng con Sophia tận 4 mana, với cái giai đoạn bắt đầu nó sẽ tăng mana lên thì cơ bản thì cái vấn đề là sử dụng con Sophia sẽ rất là lâu. Thế ra mình chỉ kỳ vọng vào con Orion là chính thôi. Nhưng rất tiếc là phát này nó không choáng được nhiều, không choáng đặc biệt những con dẫn đầu địch, nhưng con Sophia không choáng là hơi mệt đấy. Mình cần choáng con Sophia, một con gây sát thương rất là kinh khủng, nó là sát thương dồn, nó đánh rất là đau. Thế là kết đĩa con Orion của mình rồi. Thế phát này dễ chết với con Sophia lắm. Kết liễu kịp, ở đây mình kết liễu kịp Sophia của địch này. Như vậy có Sophia đọ với con Tarasion thì không biết con nào sẽ thắng đây. Mình có ít máu, mình ui mình còn ít máu quá nên ra vẫn thua không nhỉ. Nói chung là do mình còn ít máu quá nên không thể nào đánh bật kịp được. Tiếp tục đến một trận đấu tiếp theo. Ở đây đối thủ đang sử dụng một số con trận này như mình đang bật nhầm trận rồi. Trận này không đúng cái trận mình dự kiến cho người xem. Trận này có vẻ không đúng rồi. Nhưng thôi vì lỡ bật rồi cứ xem nhé. Thì mình đã lọc bớt số trận rồi. Thì nhiều trận ra nó bình thường. Ở đây rồi mình đi con Poseidon địch gây hiệu ứng giảm tốc này. Ở đây mình đã dùng con Hosa để có thể gây hiệu ứng miễn nhiễm các thứ cho mình, như là tăng thêm gây hiệu ứng là miễn dịch và như là tăng thêm cái đoán chắn phòng hộ cho mình. Thực ra bây giờ mình không biết để chính xác ra đòn lúc nào. Ví dụ như cái con bên địch kia nó sẽ gây hiệu ứng cho mình, bây giờ mình có cái lá chắn phòng hộ ấy, mình có cái khiên miễn dịch ấy thì mình sẽ không dính hiệu ứng. Nhưng tuy nhiên mình nhiều khi ra chiêu không kịp ấy thì các bạn ấy, cái hiệu ứng chỉ diễn ra trong thời gian nhất định mà, thì đôi khi ra sao căn cho nó ấn đúng lúc là cái điều khó nhất. Tiếp tục là địch dùng con Tarion để có thể là gây hiệu ứng cho mình. Mình sử dụng con Ganymede để gây hiệu ứng giảm tốc cho địch. Nhưng địch để ra con hiệu ứng hỗ trợ gây sát thương nối tiếp cho mình. Mình sử dụng con Sano để gây thêm tăng sức phòng hộ như tăng sức tấn công cho mình nhé. Mình sử dụng Kermun để kết liễu con đầu tiên của địch. Nên địch đã ra thêm lá chắn phòng hộ sợ không đủ sức kết liễu luôn. Đây vẫn còn sống tí máu nhưng sẽ chết sớm.
Tiếp tục xáo trộn thẻ bài đấy, xáo trộn thẻ bài địch. Địch dùng Barreta là gây hiệu ứng sát thương nối tiếp cho mình. Còn mình đang xáo trộn thẻ bài của địch. Nhưng phát này có vẻ không xóa nhiều hiệu ứng có lợi của địch đâu. Tiếp tục địch sử dụng con Potion thứ để có thể gây hiệu ứng giảm tốc cho mình rồi. Còn mình kịp dùng con Camilla để gây hiệu ứng cho địch, cũng như tăng hiệu ứng sát thương bạo kích cho mình. Tiếp tục mình dùng hiệu ứng choán này choán hàng sau địch. Địch ở đây có con có thể bơm máu gây giáp bảo hộ cũng khá là phiền. Ở đây có vẻ mình sắp hết máu rồi, phát này có vẻ thua đậm rồi. Mình dùng con Sovia để kết liễu con Husha của địch nhá. Địch tiếp tục dùng sát thương nối tiếp lên mình. Và Husha mình chết rồi. Ồ, chết luôn rồi, khởi môn rồi, có vẻ lật kèo hơi khó rồi. Bây giờ cần trông cậy mỗi con Orion thôi. Nếu Orion chết thì coi như trận này thua. Tại vì đơn giản gì còn mỗi cái này gây sát thương nhỉ. Mình có mỗi cái thẻ gây ra giáp phòng hộ, cái giáp phòng hộ thì không khả năng sát thương ấy. Thế ra chung chỉ yếu là bây giờ phải bảo vệ cho con Orion sống lâu nữa. Địch tiếp tục dùng con Poseidon để tiếp tục giảm tốc mình, nên mình sẽ lên mana rất là chậm. Nhưng còn 29 giây nữa mới hết, thì ra chung tốc vẫn tăng rất là nhanh. Nhanh hơn rất nhiều do việc có tăng một cái mana của con Orion lên trong giai đoạn cuối nữa nhỉ. Mình tiếp tục bị giảm tốc thêm cái lá chắn phòng hộ dù rất là nhiều. Cái lá chắn phòng hộ kỹ năng khá là nhiều, tuy nhiên một điều nó cũng không giúp cho nó sống lâu hơn đâu. Thì bây giờ địch còn tận 5 tướng đánh thì kiểu gì mình sẽ chết thôi. 5 tướng nó dồn đam cái này thì cần một con ra nộ rồi mình sẽ gần như hết máu. Đây bây giờ nó vừa lấy hết cái lá chắn phòng hộ của mình này. Nó đang bị giảm tốc này, phát này đánh đốt phát này xong rồi mình sẽ chết này. Ok, như vậy là mình đã bị hạ không nhỉ. Đấy rồi mình đến đánh cái trận này nhá, đây là trận này nhá. Ở đây trận này thì nói chung là ta sẽ có địch đội hình như sau. Địch có con Chole, con Hathoth, con Ganymede, con Mykene, con Tagaroth, con Soha, con Vedehile và con Kali. Nói chung đội hình này nhiều con tướng nó hơi khác một tí. Nên trong đây chủ yếu đều ta thấy một số con nó sẽ có số đặc điểm như sau. Ví dụ ở đây địch có con Chole, con này có thể gây hiệu ứng bất bại cho đồng minh của địch cũng nhỉ. Như vậy có thể nói là mình không thể gây sát thương cho nó nếu con đấy ra đòn được. Thì ta cố gắng xong giết nó sớm sớm một tí. Còn cái con mà mang tính chất là con Hathoth của địch ấy, con này sẽ gây du ngủ mình. Thế này khá là một điều là mình đang chuẩn bị nộ mà nó dính kiểu nó mình sẽ bị du ngủ. Nhưng du ngủ sẽ đỡ đáng sợ hơn choáng. Thế du ngủ chỉ cần bị đánh trúng mình sẽ thức giấc đúng nhỉ. Và choáng là ai đánh trúng cũng không thức giấc. Thế ra cái du ngủ nó chưa lợi một choáng. Và con Soha có thể lấy đi hiệu ứng có lợi bên mình nhé. Ví dụ mình đã có rất nhiều hiệu ứng có lợi mà nếu nó lấy được thì nó chuyển hết hiệu ứng có lợi bên mình thành hiệu ứng có lợi bên nó thì nó rất là phiền toái cho đấy. Nó sẽ cướp đi hiệu ứng có lợi trên cái tướng đứng đối diện nó. Tức là mình ra ôi rồi mình ra phòng hộ riêng cái con Kali gây sát thương khá là lớn. Là con gây sát thương rất là lớn và gây phòng ấn trị liệu luôn. Thế ra không chết thì cũng không được tăng máu. Thế ra cực kỳ khó chịu con đấy luôn. Mặc dù phẩm chất nó không quá cao mà rất là mạnh. Mình dùng con Camilla để gây sát thương lên địch cũng như là tăng thêm sức bạo kích cho bên mình. Sử dụng thẻ gây chóa hàng sau của địch. Sử dụng khờ môn tiếp tục là tiêu diệt con Hanok của địch đi. Địch cứ sử dụng con Ganymede để có thể gây giảm tốc cho bên mình. Nhưng như ở đây thanh mana mình đang đầy mình chả sợ lắm. Mình dùng con Sano để tăng thêm sức phòng thủ cũng như tấn công đi. Con Soha địch vừa tấn công cướp hiệu ứng của bên con Ganymede. Rất tiếc đấy Ganymede chưa có hiệu ứng nên ra cướp thì không tác dụng không nhỉ. Nhưng mà Ganymede bên mình bị tiêu diệt rồi. Tagaroth là con khá là nguy hiểm, nó gây sát thương con đầu gây choáng thì cũng nên tránh. Đặc biệt những con gây sát thương một thì thường sát thương sẽ lớn hơn. Những con nào gây sát thương tỏa sẽ đánh nhiều mục tiêu thì các bạn sát thương nó giảm bớt đi. Còn những con nào đánh tất cả đánh một mục tiêu thì thường sát thương rất là lớn. Ví dụ như Sovia ấy, là một con đánh tất cả mục tiêu đánh một mục tiêu thì sát thương khá là lớn. Thế mình cũng rất cảnh giác với con đấy. À, đây phát này tiếp tục ở đây con Soha vừa đi cướp hiệu ứng có lợi của bên mình nhưng không biết nó cướp được thành công hay không. À, nó vừa cướp thành công nhưng tuy nhiên điều nó ăn no hiệu ứng rồi. Ví dụ như con Vedehile của địch nó sẽ ăn hiệu ứng rồi. Bây giờ tiếp tục con khởi mua sẽ kết liễu vào Vedehile để ra dẫn đến mình chiến thắng rồi. Ok, và để kết thúc lại video này ta xem một chiến báo cuối cùng. Chiến báo đây, làm xem nốt trận này, trận cuối cùng nhá. Trong video này mỗi ngày xem vài trận nó đỡ dài thôi. Ngày xưa mình cho mọi người xem hết full một quá trình lên một rank ấy. Nhưng tuy nhiên điều bây giờ càng lên cao đánh thua càng nhiều nhỉ. Thắng rồi lại thua, thắng lại thua. Thành ra nói chung cái việc lên rank nó khá là lâu. Thành ra bây giờ nếu mà cho người xem video nó quá là dài sợ anh em nản thì mình sẽ
Thế trích ra vài video tiêu biểu một chút cho người xem, cả thắng cả thua mình trích ra vài video tiêu biểu cho người xem một chút, chứ không nặng nề vấn đề cho người xem full quá trình nhỉ. Để full quá trình rất là dài, hôm nào rảnh thì livestream của người xem, và không rảnh thì tốt nhất là cứ cho người xem một số video nhất định thôi. Thì trong cái trận này đây, địch ra sân với đội hình gồm có Ramaros, còn Bamet, còn Poseidon, còn Gosha, còn Magan, còn Barreta, còn Lapis của con Sophia. Mình sử dụng con Orion để xáo trộn hiệu ứng của địch. Đây có con Ramagos để sắp chết rồi, mình sẽ tiêu diệt nó, dùng con Zanet để tiêu diệt nó. Tiện đường tăng thêm chút máu cho nó luôn và tăng thêm sức phòng hộ luôn. Địch sử dụng tiếp con Poseidon để gây hiệu ứng giảm tốc cho mình rồi. Nhưng mình kịp dùng con Sano để tăng thêm sức tấn công, tăng sức phòng thủ. Đội hình mình hiện tại không có nào tăng tốc, bây giờ mình chỉ có thể tăng sức tấn công, sức phòng thủ trong lúc bị giảm tốc thôi. Mình cũng sử dụng con Gosha ở đây, địch cũng là cả hai phe đang sử dụng con Gosha tăng thêm khiên phòng thủ. Thế bây giờ nếu có nào gây, nếu bên nào gây hiệu ứng thì không tác dụng gì nhé. Thì vì khi giờ gây hiệu ứng thì không tác dụng gì. Nhưng mà đây con Sophia địch đã đánh chết con Zanet của mình rồi. Dùng Camilla gây sát thương địch như tăng thêm cái tỷ lệ bạo kích lên. Mình sử dụng cái hiệu ứng cái này tạo ra một cái vòng bảo hộ cho con đầu tiên bên mình nhé, để hút hết sát thương và phản lại cho địch. Thế ra mình đang bảo hộ cho con Ganymede, con đứng đầu tiên bên mình còn sống. Tiếp tục sử dụng con cờ môn để dùng gây sát thương địch, tăng thêm máu như tiêu diệt địch và không ấn trị liệu địch. Tiếp tục tăng thêm ATK, tăng thêm dép. Dùng Sophia để kết liễu con Poseidon của địch cho đỡ bị giảm tốc nhiều nhỉ. Đây là địch bị chết trước khi ra kịp ra chiêu, ra địch không kịp giảm tốc mình. Tiếp tục mình dùng Camille để có thể tấn công địch. Địch sử dụng con Gosha tăng thêm khiên lá chắn với lại cái khiên miễn dịch. Mình dùng Orion, bên địch đang chuẩn bị dùng con Lapis. Nói chung là Ganymede chắc là sẽ bị tiêu diệt vì còn ít máu quá, đã bị tiêu diệt rồi. Tại vì Khamu không kịp ra đòn để cứu Ganymede vì nó còn quá ít máu. Mình sẽ có ra tiêu diệt con Gosha để biến đi những con có thể năng miễn dịch của địch đi, để tăng sát thương hiệu ứng lên địch thành công. Nói chung là con Gosha sẽ chết sớm rồi, cái kiểu máu này sẽ chết sớm rồi. Mình tăng thêm sức tấn công, sức phòng thủ để cho nó trụ trước con Sophia. Có lẽ mình sẽ dùng con trước khi dùng Husha đã chết mất rồi. Nhưng mà dùng Sophia để kết liễu tiếp con tiếp theo của địch đi. Tiếp theo là đánh con Magan của địch. Sử dụng khờ mua để kết liễu con Magan địch cho không có con nào tăng tốc, tăng sát thương cho địch nữa. Sử dụng thẻ lửa cho hết hàng sau của địch nhé. Ô chết, địch ra miễn nhiễm làm ra cái thẻ lửa vô dụng rồi. Thẻ lửa gây choáng địch ra miễn nhiễm nhưng không tác dụng gì nhiều. Sử dụng Orion để xóa bỏ hướng có lợi của địch đi nhé. Ôi trời ơi, Sophia tấn công Khờ Mùn. À may quá, Khờ Mùn vẫn sống, Khờ Mùn vẫn sống. Khờ Mùn còn sống thì có cơ hội nha. Phản công gấp trước khi chết. Phản công gấp trước khi chết. Ok, phản công thành công, mà thấy là Khờ Mùn lại tăng lại máu rồi, có thể yên tâm rồi. Tiếp tục sử dụng Orion để xáo trộn thẻ bài địch. Ok, gây choáng là con Lapis, gây choáng là Lapis rồi. Tiếp tục sử dụng Khờ Mùn để tấn công con này, để vừa tăng máu cho chính nó, để vừa sát thương địch lớn nhỉ. Tiếp tục sử dụng Orion để có thể gây kỳ vọng gây choáng địch. Không gây choáng xóa bớt hiệu ứng có lợi, địch đi cũng nhàn hơn rất nhiều. Sử dụng thẻ gây choáng để choáng địch nhá. Nhưng mà thẻ gây choáng chậm hơn tí nó vẫn kịp ra một nhịp. Ta tiếp tục bây giờ tổng công kích của Lapis thôi, tổng công kích của Lapis thôi. Giả sử nếu cái thẻ gây choáng còn tác dụng ấy mà giết được con Lapis thì hiệu ứng choáng sẽ di chuyển lên cho con Sophia của địch nhé. Để cho cái này hiệu ứng choáng nó khá là lợi đấy. Nhưng rất tiếc giờ hiệu ứng nó hết giờ rồi. Bây giờ mình sẽ không kịp dùng khấm mùn, nhưng còn Sophia, còn Orion, dùng Sophia và Orion vẫn có cơ hội thắng bình thường nhỉ. Dùng Sophia kết liễu còn Lapis đi. Lần này mình sẽ ưu tiên dùng con Orion trước để gây hiệu ứng cho địch trước đã. Thì bây giờ nếu mà chờ đủ mana lên con Sophia thì sợ nó sẽ chết luôn cả con Orion của mình. Tại vì địch cũng là một con Sophia khác, mình cố gắng sao dùng Orion để gây hiệu ứng liên tục cho địch. Thì Orion là con gây kiểu nó hồi mana nhanh ấy. Phát này vẫn chết. Trên mất con Orion rồi nhưng mình còn lợi thế, bây giờ mình ra Sophia mình ra xuất chiêu nộ trước, mình có lợi thế cái đấy. Thì mình sẽ dùng Sophia để kết liễu phương gia địch đúng không nhỉ? Như vậy dứt điểm thành công nhé, mình dứt điểm thành công nên phát này mình thắng nhé. Như vậy trong video hôm nay mình cho bạn xem 5 chiến báo trong quá trình mình đeo rank nhỉ. Thì mong cho bạn có cái gợi ý gì đó thú vị cho bạn trong quá trình bạn chơi game nhỉ. Nhưng cho bạn thêm một số cái trải nghiệm trong quá trình chơi game này. Thì nếu bạn thấy video này hữu ích cho bạn đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và bây giờ thôi có lẽ mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu bạn thấy video hữu ích thì đừng quên like nhé và đăng ký kênh. Bây giờ xin chào các mọi người nhé, xin chào nhé.